Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt Hội đồng hương Hương Yên tại tỉnh Yên Bái về thăm quê hương. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội đồng hương Hương Yên tại tỉnh Yên Bái hiện có trên 800 hội viên, trong những năm qua, hội luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, góp sức xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh và tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình do quê hương Hương Yên phát động. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Quách Thị Hương tặng quà của tỉnh chúc mừng Hội đồng Hương Hương Yên tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời, nhấn mạnh trong những năm qua, Hương Yên đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỉnh luôn quan tâm chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn những người con hương yên sinh sống tại Yên Bái tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, và có việc làm thiết thực hướng về quê hương trong những ngày về thăm quê hương hội đồng hương hương yên tại tỉnh yên bái đã đi thăm một số di tích lịch sử văn hóa và mô hình phát triển kinh tế